Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các thầy cô, kính thưa các anh chị, quý vị đại biểu. Tôi xin được trình bày về căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan đến thở máy và xu hướng đề kháng kháng sinh. Theo nghiên cứu của tác giả Torres thì về các cái vấn đề dịch tễ học liên quan đến viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì viêm phổi bệnh viện là cái nhiễm trùng mà đứng phổ biến thứ hai trong số các nhiễm trùng bệnh viện và cả là cái căn nguyên hàng đầu gây tử vong trong số các cái nhiễm trùng bệnh viện. Và nếu mà tính về cái lượng kháng sinh tiêu thụ cho nhiễm trùng viêm phổi do thở viêm phổi bệnh viện thì nó chiếm khoảng 50% tổng cái lượng kháng sinh trong các bệnh viện. Và trong các cái viêm phổi bệnh viện thì viêm phổi thở máy là cái nhiễm trùng bệnh viện phổ biến nhất, đặc biệt ở các khoa ICU, và nó chiếm khoảng 70-80% các cái ca mà viêm phổi bệnh viện ở cái khoa ICU. Và các cái viêm phổi bệnh viện này thì khởi phát sớm, đấy là các ca viêm phổi được xảy ra trong vòng khoảng từ 1-4 ngày sau vào viện, và những cái trường hợp mà khởi phát muộn đấy là những cái ca viêm phổi xảy ra sau khoảng 5 ngày vào viện. Về mặt dịch tễ học thì nếu mà tính 1.000 cái ca nhập viện thì có khoảng từ 5-15 ca là nhập viện do viêm phổi bệnh viện, và nếu mà tính ở trong khoa ICU thì cái tỷ lệ lên tới 25% các cái ca mà được vào ICU thì có là viêm phổi bệnh viện. Và trong các cái viêm phổi bệnh viện ở ICU thì có đến 70-80% là các cái viêm phổi bệnh viện mà liên quan đến thở máy, và trong đấy thì số còn lại là liên quan đến mà không liên quan đến thở máy. Và ở đây là tổng hợp các cái nghiên cứu và từ những cái năm 1987 cho đến năm 2009 ở đây ở các cái nước khác nhau, và các cái tỷ lệ mà nhiễm trùng viêm phổi bệnh viện thì cũng được tính ở các cái tần số ở đây. Ví dụ như là trong cái nghiên cứu mà ở các nước châu Âu thì người ta tính rằng là các cái ca mà vào nhập viện thì có, tức là nhập viện và vào viện thì có đến 75,9% đấy là có viêm phổi bệnh viện, và trong đó thì các cái viêm phổi liên quan đến thở máy chiếm khoảng tỷ lệ là 42,7%. Các cái tác nhân gây bệnh thì cho đến hiện nay thì các cái tác nhân gây bệnh thì chủ yếu là các cái tác nhân vi khuẩn gram mâm, và nó chiếm khoảng tỷ lệ là 50-80% các cái căn nguyên gây bệnh, đặc biệt ở các cái khoa hồi sức. Các cái vi khuẩn gram mâm mà hay gặp nhất đấy là siêu khuẩn mù xanh Acibomani, có các cái căn nguyên liên quan đến viêm phổi thở máy xuất hiện sớm, ví dụ như Haemophilus influenzae, và ngoài ra thì các cái vi khuẩn thuộc họ Enterobacteriaceae bao gồm Klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterobacter, Serratia và Proteus thì cũng là nằm trong các nhóm vi khuẩn gram mâm rất là thường gặp gây các cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Các cái vi khuẩn gram dương thì chiếm khoảng 20-30% tổng số các cái căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy, trong đấy đứng đầu là tụ cầu vàng và thứ hai là các cái viêm phổi do phế cầu. Ngoài ra thì có một cái tỷ lệ rất lớn khoảng 30-70%, đặc biệt là ở các bệnh nhân nằm hồi sức, có cái tác nhân gây bệnh đấy là đa căn nguyên chiếm từ 30-70%, bao gồm cả các vi khuẩn gram âm hoặc là vi khuẩn gram âm phối hợp với vi khuẩn gram dương. Về các cái tác nhân gây bệnh thì nếu những cái bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện khởi phát sớm mà không phải là nhóm nguy cơ mà liên quan đến nhiễm các cái chủng vi khuẩn đa kháng, ví dụ như là không có các cái tiền sử dùng kháng sinh trong vòng 90 ngày hoặc là nằm viện 90 ngày, thì các cái căn nguyên gây bệnh thường gặp đấy là các cái căn nguyên mà thường là tác nhân gây viêm phổi cộng đồng, ví dụ như là các cái tụ cầu vàng kháng nhạy cảm với methicillin, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, và ngoài ra thì có thể có thêm các cái vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột đấy là Enterobacter, E. coli hoặc Klebsiella. Còn đối với các bệnh nhân mà viêm phổi khởi phát sớm, viêm phổi bệnh viện phổi phát sớm nhưng mà có nguy cơ nhiễm các cái chủng đa kháng, thì ngoài những cái căn nguyên ở đây thì nó còn có thêm các cái căn nguyên khác thuộc họ vi khuẩn đường ruột, ví dụ như Serratia hoặc là Proteus. Còn đối với các bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện khởi phát muộn thì chủ yếu là các cái căn nguyên gây bệnh mà là đa kháng, thì ví dụ như là các cái tụ cầu kháng methicillin, siêu khuẩn mù xanh Acibomani, các cái Enterobacteriaceae thì mà đa kháng, ví dụ như sinh các cái enzyme beta-lactama phổ rộng hoặc có AMC hoặc là các cái kháng carbapenem. Và ngoài ra thì có một cái tỷ lệ cũng không nhỏ là các cái căn nguyên gây nhiễm trùng viêm phổi bệnh viện khởi phát muộn này đấy là các cái đa căn nguyên. Đây là trong một cái nghiên cứu của Sentry, tức là cái nghiên cứu mà giám sát cái tình hình kháng thuốc được thực hiện từ năm 1997 đến 2008, ở đây là ở các cái nước trong khu vực ở Bắc Mỹ, ở châu Âu và Mỹ Latin, thì ở các cái khu vực khác nhau. Ở các cái khu vực khác nhau thì người ta thấy là các cái phổ
căn nguyên cũng như là các tỷ lệ căn nguyên gây bệnh cũng khác nhau. Ví dụ như ở đây thì nếu mà tính tất cả các cái vùng thì tụ cầu là chiếm tỷ lệ cao nhất là 28%, ngoài ra là đến siêu khuẩn mù xanh khoảng 21% và các cái vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột khác. Tuy nhiên nếu mà chia theo các cái khu vực khác nhau, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn thì là tụ cầu chiếm đến 36%, nhưng mà ở các nước Mỹ Latin thì chỉ có khoảng 20%, và trong đấy thì ở các nước Mỹ Latin thì tỷ lệ mà hay gặp nhất đấy là siêu khuẩn mù xanh và các cái vi khuẩn thuộc họ vi khuẩn đường ruột, Klebsiella hoặc là các vi khuẩn khác như Acinetobacter. Thế còn ở các cái nước ví dụ như là Mỹ hoặc châu Âu thì cái tỷ lệ mà gặp các cái chủng vi khuẩn Acinetobacter thì rất là thấp, nó chỉ chiếm khoảng 4-5% thôi. Đây là một cái nghiên cứu của tác giả Trung và cộng sự thực hiện ở các cái nước châu Á, thì ở đây bao gồm là 10 nước châu Á và ở thực hiện ở trên cái giám sát ở 73 cái bệnh viện, và thì tác giả Trung và cộng sự thì cũng thấy rằng là cái tỷ lệ mà căn nguyên các cái loại căn nguyên gây bệnh khác gặp được ở các cái nước này nó cũng có sự khác biệt, và nó cái tỷ lệ cũng rất là khác nhau. Ví dụ như là ở Hàn Quốc này hoặc là ở Singapore thì cái tỷ lệ mà hay gặp nhất đấy là tụ cầu vàng hay là trực khuẩn tụ cầu vàng là hay gặp nhất là trực khuẩn mù xanh. Thế còn các cái nước khác ví dụ như ở Trung Quốc này hay là ở các cái nước Malaysia hay là Indonesia thì các cái vi khuẩn hay gặp nhất đấy là các cái vi khuẩn đường ruột và Acinetobacter baumannii. Và trong một cái nghiên cứu mà phân tích của các tập hợp của các nghiên cứu thì mới xuất bản gần đây là năm 2018, thì người ta thấy rằng là ở thực hiện ở trên các cái nước mà châu Á, và ở đây là nếu trên cái bản đồ các cái nước mà được thực hiện giám sát này thì các cái màu da cam này là những cái nước mà có cái tỷ lệ mà viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy trên 30%, còn cái màu vàng nhạt nhất này là cái tỷ lệ mà gặp là dưới 10%. Và ở đây thì các thầy cô các anh chị cũng có thể nhìn thấy được là ở các nước thì cái tỷ lệ mà gặp viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì nó cũng có sự khác nhau, và nhưng mà ở đây thì không có các cái nghiên cứu từ Việt Nam, thế nên là các cái dữ liệu của Việt Nam thì không có. Và ở trong cái nghiên cứu này thì người ta cũng chia ra là các cái tỷ lệ mà gặp viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy và cũng như là các tác nhân gây bệnh thì theo các cái mức thu nhập, tức là cái mức mà ở các nước có thu nhập cao, thu nhập trung bình hay thu nhập thấp. Thì người ta thấy rằng là ở đây là ở các nước mà có mức độ thu nhập thấp, đây là các cái nước mà có mức độ thu nhập mà trung bình ở tầng trên, và đây là các cái nước mà có mức thu nhập cao, thì các cái căn nguyên gây bệnh cũng rất là khác nhau. Ví dụ như là ở các cái nước mà có mức độ thu nhập cao thì chủ yếu là cái tỷ lệ hay gặp đấy là tụ cầu vàng, thì nó cũng rất giống như là cái phổ gây bệnh của các cái nước ở Mỹ hay là ở châu Âu. Thế còn ở các cái nước mà có mức độ thu nhập thấp thì hay gặp nhất đấy là Acinetobacter, trực khuẩn mù xanh và Klebsiella. Và đây cũng là trong cái nghiên cứu mà này thì người ta cũng mô tả đây để các anh chị có thể nhìn thấy được rằng là cái mức độ to nhỏ của các cái biểu đồ này thì cho thấy là cái tỷ lệ cho tương ứng với cả cái số lượng mà chủng mà người ta thu thập được trong nghiên cứu, thì khi mà cái biểu đồ này nó càng to có nghĩa là các cái tập hợp chủng số lượng ở các cái nước này thu nhập càng nhiều. Thì ở đây là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là các tỷ lệ của các cái căn nguyên cũng rất là khác nhau, đặc biệt ở các cái nước mà có mức thu nhập khác nhau. Thế và Việt Nam thì cũng không có cái số liệu nào ở trong cái nghiên cứu này cả. Thế đây là cái nghiên cứu mà của tác giả Viện và công bố năm 2014, thì cũng có so sánh đến cái tỷ lệ phân lập được các cái căn nguyên gây bệnh khác nhau ở các cái nước khác nhau. Ví dụ như ở đây thì là có các cái nước Nhật Bản này, châu Á, hay là ở các cái nghiên cứu liên quan đến châu Á, hay là ở Thái Lan, ở Mỹ, ở Tây Ban Nha, vân vân. Thế ở đây thì hầu như các anh chị cũng có thể nhìn thấy được là ở các cái nước phát triển thì cái tỷ lệ mà gặp các cái căn nguyên gây viêm phổi bệnh viện hay viêm phổi thở máy thì chủ yếu là gặp các cái tụ cầu là nhiều nhất. Thế nhưng trong khi đấy thì ở các cái nước mà đang phát triển hay chậm phát triển thì chủ yếu là gặp các cái vi khuẩn đấy là trực khuẩn mù xanh, Acinetobacter và Klebsiella. Thế còn ở Việt Nam thì các cái nghiên cứu mà thực hiện ở gây bệnh các cái nghiên cứu mà liên quan đến viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy Việt Nam thì thật ra cũng để tìm cũng rất là khó, bởi vì các nghiên cứu thì cũng không được public trên hệ thống website. Thế chính vì thế mà chúng tôi cũng chỉ thu thập được một số các cái nghiên cứu mà đã được công bố tiến hành ở các cái năm khác nhau, từ năm 2010 cho đến 2015 như thế này. Và đây là các nghiên cứu ở cái khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai, thì
các cái số liệu này được biểu thị theo tỷ lệ phần trăm của các cái chủng vi khuẩn gây bệnh phân lập được, thì cao nhất đấy là Acibomani, phân lập bạch mai. Thế còn ví dụ như ở bệnh viện Chợ Giấy chẳng hạn thì cái tỷ lệ Acibomani cũng là cao nhất. Còn đây là cái nghiên cứu thực hiện ở 14 bệnh viện trong năm 2010 đến 2013 thì cũng cho thấy là các cái trực khuẩn mủ xanh này và Acibomani và Klebsiella cũng là chiếm cái tỷ lệ cao nhất. Và đây là các cái số liệu của các bệnh viện khác, bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng thấy là cái phổ căn nguyên gây bệnh ở Việt Nam thì chủ yếu hay gặp nhất đấy là các cái trực khuẩn gram mâm. Thế còn tụ cầu thì rất là ít. Về mức độ đề kháng kháng sinh thì đối với các cái nghiên cứu, đây là nghiên cứu Century, lúc nãy thì các thầy cô các anh chị cũng có thể nhìn thấy đấy là các cái tác nhân chủ yếu là tụ cầu là hay gặp nhất. Thế và cái mức độ đề kháng kháng sinh trong cái nghiên cứu này thì người ta cũng thấy rằng là đối với cả tụ cầu thì cái mức độ đề kháng kháng tức là kháng với meticillin cũng trên 50%, gần 60%. Thế còn đối với các cái kháng sinh khác thì cái mức độ nhạy cảm thì cũng còn rất là cao. Ví dụ như là đối với các cái nhóm aminoglycosid hoặc là các cái nhóm cephalosporin thì ở các cái loài vi khuẩn khác nhau này thì cái tỷ lệ cũng còn trên khoảng 70-80% là còn nhạy cảm. Thế còn ở các cái nước châu Á thì cái mức độ nhạy cảm nó rất là nó khác với cả các cái nghiên cứu Century mà chúng ta vừa nhìn thấy ở các cái nước châu Âu cũng như là Mỹ. Ví dụ như là các cái chủng tụ cầu đây ở Hàn Quốc chẳng hạn thì cái mức độ mà kháng với cả meticillin nó đã lên đến 80% rồi. Ví dụ như ở Trung Quốc, ở Hồng Kông hay là ở Đài Loan, ở Philippines vân vân, ở các cái nước này thì chúng ta đều nhìn thấy là cái mức độ mà kháng với meticillin cũng là trên 50-60-70% và thậm chí là trên 80% là các chủng tụ cầu đã kháng meticillin. Thế ngoài ra thì các chủng mà vi khuẩn gram âm ví dụ như là Klebsiella pneumoniae này hay là trực khuẩn mủ xanh về ASI thì chúng ta cũng nhìn thấy là cái mức độ mà đề kháng với các cái kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 hay là các cái carbapenem cũng rất là cao. Thế còn ở Việt Nam thì các cái nghiên cứu mà liên quan đến các cái mức độ nhạy cảm kháng sinh thì đây là một cái nghiên cứu mà được thực hiện ở 5 bệnh viện. Đây là một cái nghiên cứu đa trung tâm. Thực hiện ở 5 bệnh viện ở Việt Nam thì thấy rằng đây là cái số liệu năm 2016 được công bố, nhưng mà đây là cái số liệu lấy từ năm 2012 đến 2014. Và với mức độ mà đề kháng kháng sinh của các cái chủng Acibomani phân lập được ở các cái bệnh nhân mà có viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện thì thấy là hầu như tất cả các cái nhóm kháng sinh cephalosporin này hay là các carbapenem hay là các nhóm aminoglycosid thì đều đề kháng ở mức độ rất là cao, trên 80% thậm chí là 90% các cái chủng phân lập được đã đề kháng. Với các cái chủng vi khuẩn mủ xanh thì phân lập được ở 5 cái trung tâm bệnh ở các bệnh viện này thì cũng thấy rằng là cái mức độ nhạy cảm với kháng sinh thì cũng nó còn tốt hơn so với cả Acibomani, nhưng mà cái mức độ đề kháng đây thì cũng là trên dưới 40-50% là các cái chủng đã đề kháng với tất cả các cái nhóm kháng sinh. Và ở đây thì trong cái nghiên cứu này người ta cũng phân tích là cái xu hướng mà tăng cái đề kháng của các cái chủng khuẩn mủ xanh phân lập được. Khi mà phân tích với các cái nhóm cephalosporin thế hệ 3, thế hệ 4 và các cái beta-lactam phối hợp với chất ức chế beta-lactam là tazosin thì thấy là theo thời gian thì từ năm 12 đến năm 14 trong cái thời gian nghiên cứu này thấy cái tỷ lệ mà đề kháng với các cái nhóm kháng sinh này thì cũng tăng theo thời gian. Thế tuy nhiên thì cái nhóm kháng sinh mà các carbapenem thì thấy là cái mức độ tăng hay cái tỷ lệ tăng thì cao hơn rất nhiều. Năm 2012 thì mới chỉ khoảng là 30% là các cái chủng đề kháng thôi, nhưng mà đến năm 2014 nó đã tăng lên đến hơn 50 và thậm chí đến hơn 60% các cái chủng đề kháng với các cái nhóm carbapenem. Thế và đối với cái nhóm quinolo này thì cũng đã có cái tỷ lệ tăng cũng khá cao, là năm 2012 thì khoảng 30-40% là các chủng đề kháng với cả các kháng sinh thuộc nhóm quinolo, nhưng mà đến năm 2014 thì đã đến gần 60% các cái chủng đã đề kháng. Và cái nhóm mà aminoglycosid thì là có cái mức độ mà tăng tăng đề kháng thì đặc biệt là đối với cả amikacin là có cái sự ổn định nhất trong số 3 cái kháng sinh thuộc nhóm aminoglycosid này, thì trong 3 năm thì các cái chủng được giám sát thì nó có tăng răng nhẹ thôi. Thế còn đối với cả cái nhóm zantamicin và topramicin thì có cái sự tăng cũng đáng kể, từ khoảng 30% lên đến 50% các cái chủng đã đề kháng chỉ trong vòng 3 năm. Và đây là cái nghiên cứu mà trong cái đề tài cấp nhà nước của tác giả Nguyễn Vũ Trung và thực hiện ở 13 bệnh viện trải ra cả Bắc Trung Nam. Và thì ở đây thì các cái chủng vi khuẩn trực khuẩn mủ xanh phân lập được 3 miền Bắc Trung Nam và được so sánh là cái mức độ nhạy cảm với các cái chủng phân lập được 3 miền thì thấy rằng là ở cái miền
miền Nam ấy thì có vẻ là các cái chủng vi khuẩn thì đa kháng kháng nhiều hơn so với các cái chủng phân lập ở miền Trung hoặc là miền Bắc. Kháng sinh nhiều hơn. Thì đối với các cái chủng vi khuẩn Klebsiella thì trong cái nghiên cứu ở 13 bệnh viện này thì cũng thấy là các cái nhóm kháng sinh cephalosporin đã giảm cái mức độ nhạy cảm rất là cao, và chỉ còn khoảng độ 40% là còn nhạy cảm với cả cephalosporin. Thế còn các cái nhóm mà carbapenem thì cái mức độ nhạy cảm còn cao, nhưng mà đây cũng là những cái nghiên cứu mà thực hiện là thu thập các chủng từ năm 2010 đến 2013 chứ không phải là các chủng hiện nay. Và các cái nhóm kháng sinh thì aminoglycosid này và các cái nhóm cephalosporin, các cái nhóm ginolone thì cũng có cái mức độ nhạy cảm cũng không cao, nó chỉ khoảng trên dưới 50%. Và khi so sánh các cái chủng Klebsiella phân lập ở ba miền Bắc Trung Nam thì thấy cũng có cái sự khác biệt ở các cái chủng phân lập ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam về cái mức độ nhạy cảm khác nhau. Thì ở đây thì với cái chủng Klebsiella phân lập miền Bắc có vẻ là còn cái mức độ nhạy cảm thì cao hơn so với các cái chủng mà phân lập ở miền Trung và miền Nam. Thì đối với các cái chủng tụ cầu mà phân lập được ở miền Bắc Trung Nam trong nghiên cứu này thì cũng thấy rằng là các cái chủng mà đề kháng với cả meticillin thì ở ba miền thì cũng đã có cái tỷ lệ là đến 40 và thậm chí là trên 70% các cái chủng đã đề kháng. Và nhưng mà cũng chưa thấy chủng nào là kháng với cả vancomycin, và có một cái tỷ lệ rất là nhỏ là các cái chủng tụ cầu đã kháng với là linezolid. Thì các cái cơ chế đề kháng của các cái chủng vi khuẩn, các cái loài vi khuẩn này, đây là những cái vi khuẩn mà rất là thường gặp, có các cái khả năng đề kháng rất là cao. Thế thì cái cơ chế của nó thì rất là đa dạng, có thể là hệ thống bơm đẩy hoặc là sinh các cái enzyme để phá hủy các cái kháng sinh vân vân. Thế và tìm hiểu cái cơ chế đề kháng thì hiện nay nó rất là quan trọng để có thể có được cái hướng sử dụng kháng sinh cho nó phù hợp. Ví dụ như là một cái loài vi khuẩn mà rất là quan trọng, và đây là cái vi khuẩn đáng ngại trong các cái chủng vi khuẩn mà gây bệnh thường gặp, đấy là các cái chủng Klebsiella mà có đề kháng carbapenem. Thế thì đối với các cái nghiên cứu ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ này, ở các cái nước vùng châu Âu hoặc là ở các cái vùng châu Á, thì người ta cũng có thống kê là các cái chủng Klebsiella mà kháng carbapenem thì cũng có cái tỷ lệ nhất định, ví dụ như ở Mỹ là khoảng 11%, ở các cái nước châu Âu thì nó chỉ dưới 5% thôi, thế nhưng mà ở châu Á thì đã trên 50% các cái chủng Klebsiella là kháng carbapenem rồi. Và còn cái tỷ lệ các cái chủng Klebsiella kháng colistin thì cũng đã được công bố ở một số nước, và một số nước thì không có dữ liệu nên cũng không thể biết được, là ví dụ như châu Á này chẳng hạn thì cũng không biết được là cái tỷ lệ thật sự các cái chủng Klebsiella mà kháng colistin là bao nhiêu. Và ngay cả E. coli thì cũng đã có bắt đầu xuất hiện các cái chủng mà kháng carbapenem. Về kiểu cách đề kháng kháng carbapenem này thì ở đây thì các thầy cô các anh chị cũng có hai cái thuật ngữ cần phân biệt đấy. Thứ nhất là CIE, đấy là các cái chủng Enterobacteriaceae mà đề kháng carbapenem. Thế còn CPE là các cái chủng Enterobacteriaceae kháng carbapenem nhưng mà thông qua cái cơ chế là sinh ra enzyme carbapenemase để thủy phân carbapenem. Thế thì cái CPE này nó nằm trong cái CIE này, có thể các cái chủng mà CIE nhưng không phải CPE. Thế nên là trong cái kháng carbapenem này thì người ta chia ra hai cái phân nhóm. Thứ nhất là phân nhóm là kháng carbapenem do sinh ra enzyme carbapenemase để thủy phân carbapenem, và thứ hai là cái nhóm mà kháng carbapenem nhưng không phải là sinh ra carbapenem mà là cơ chế khác. Cơ chế khác này có thể là ví dụ như là mất porin, tức là cái kênh để thu nhận kháng sinh vào trong bào tương, hoặc là hệ phối hợp với cả các enzyme ESBL hoặc là AMC. Thế thì tại sao người ta phân biệt hai cái cơ chế mà kháng carbapenem này? Bởi vì là nếu những cái chủng vi khuẩn Enterobacteriaceae mà kháng carbapenem thông qua cái cơ chế là enzyme carbapenemase thì thông thường các cái gen mã hóa cho cái enzyme này thì nó nằm trên plasmid, và chính vì nó nằm trên plasmid thế nên là nó rất dễ dàng được lan truyền ngang, tức là các cái vi khuẩn này nó cho nhau theo chiều ngang. Và như vậy thì cái nguy cơ mà lan tràn các cái gen đề kháng này giữa các bệnh nhân là rất là lớn, và đây là một vấn đề rất là quan tâm đối với cả kiểm soát nhiễm khuẩn. Thế còn đối với các cái chủng vi khuẩn mà nó cũng kháng carbapenem nhưng mà cái cơ chế đề kháng thì không phải do enzyme carbapenemase mà nó là do các cái cơ chế khác, thì thông thường các cái gen mã hóa cho cái khả năng đề kháng này thì nó nằm trên chromosome, và chính vì thế mà cái việc mà lan truyền ngang, tức là cho nhau gen đề kháng, thì nó khó khăn hơn, và cái nguy cơ mà để lan tràn các cái gen đề kháng lan truyền ngang ấy thì nó khó khăn hơn giữa các cái bệnh nhân. Và chính vì vậy mà trên lâm sàng thì cái phần mà phân biệt giữa cái cơ chế đề kháng hay là cái kiểu cách đề kháng này rất là quan trọng. Thì trong cái cơ chế đề kháng mà do sinh ra enzyme carbapenemase thì người ta chia theo cái phân loại của Amler là nó có ba lớp. Thứ nhất là cái nhóm A, nhóm B và nhóm D. Nhóm A là cái nhóm mà sinh ra carbapenemase mà chúng ta vẫn hay quen gọi, đấy là cái enzyme ví dụ KPC chẳng hạn. Thế nhóm B là cái nhóm metallo beta lactama thì bao gồm các cái carbapenem ví dụ như là Vim này, IMP hay NDM. Thế ngoài ra thì còn một cái nhóm D đấy là oxa 48.
thì các cái kháng các cái cơ chế kháng do sinh enzyme carbapenema, nhưng mà với cái kiểu cách khác nhau này thì cái mức độ mà kháng carbapenem nó cũng khác nhau, và cũng như là chịu tác dụng của các cái nhóm kháng sinh nó cũng khác nhau. Ví dụ như trong các cái nhóm mà carbapenema này thì cái con vi khuẩn mà kháng carbapenem liên quan đến cái ốc xà 48 này thường là có cái MIC đối với carbapenem thì thường là vẫn còn thấp chứ không cao như là đối với các cái chủng mà KPC hoặc là NDM. Thì đây là cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai khoa vi sinh trên 107 cái chủng mà Klebsiella phân lập ở khoa ICU Bệnh viện Bạch Mai. Cái đây là nghiên cứu vừa mới thực hiện năm 2018. Thì để phân loại các cái chủng mà vi khuẩn kháng carbapenem, các cái chủng Klebsiella kháng carbapenem, và 100% các cái chủng mà nghiên cứu này, tức là 107 chủng này đều là kháng qua cái kiểu cách đấy là sinh ra enzyme carbapenemase. Và trong các cái nhóm carbapenemase đấy thì là 34% là kiểu hình là KPC, 29% là kiểu hình NDM, tức là cái nhóm B là metallo beta lactama, và còn lại là 23% thì là theo cái kiểu hình là ốc xà 48. Và trong đấy có một cái tỷ lệ nhỏ đấy là các cái chủng mà vừa sinh enzyme KPC mà vừa sinh NDM và vừa sinh hoặc là NDM phối hợp với cả ốc xà 48. Thế thì trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi cũng có làm, thì có một cái rất là đáng chú ý ở đây, mặc dù cái số lượng ở đây nó không nhiều, thế nhưng mà những cái chủng mà phối hợp cả KPC cả NDM này thì cái mức độ đề kháng với cả các cái kháng sinh khác thì nó cao hơn rất nhiều so với cái chủng mà chỉ có KPC hoặc là chỉ có NDM. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với các cái chủng vi khuẩn mà khi có phối hợp giữa NDM và ốc xà 48 thì ở đây là cái quan sát chúng tôi mới chỉ nhận xét thôi, còn giải thích thì cũng chưa giải thích được nguyên nhân. Thì thấy rằng là với các cái chủng mà có mang cả NDM và ốc xà 48 này thì cái mức độ nhạy cảm với các cái kháng sinh so với các cái chủng mà chỉ có hoặc là NDM hoặc là chỉ có ốc xà 48 hơn thì cái mức độ nhạy cảm nó lại lớn hơn, tức là tốt hơn. Thì cũng không hiểu tại sao khi mà phối hợp hai cái cơ chế kháng thuốc này thì cái mức độ nhạy cảm với các cái nhóm kháng sinh khác thì nó lại tốt hơn. Thì cái này chắc là chúng tôi sẽ phải nghiên cứu thêm. Thì đây là mới chỉ nghiên cứu sơ bộ để nhìn thấy được là cái sự phân bố của các cái kiểu cách đề kháng carbapenem, và thứ hai là có những cái nhận xét như vậy để chúng tôi có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn để giải thích vì sao. Thế và đối với các cái vi khuẩn mà kháng carbapenem thì hiện nay thì các cái kháng sinh mới cũng rất là khó khăn, và chính vì vậy mà người ta cũng có tìm cách là sử dụng các cái kháng sinh cũ và phối hợp với ví dụ như cái các cephalosporin hay là cái carbapenem, thì phối hợp với cả cái chất ức chế beta lactam mới ví dụ như là avibactam chẳng hạn, thì các cái kháng sinh này thì cũng đang trong vòng thử nghiệm hoặc là pha 3 hoặc là bắt đầu có được chứng nhận FDA để sử dụng trên thị trường. Thì người ta thấy rằng là với các cái nhóm kháng sinh mới này thì không phải đối với các cái chủng kháng carbapenem nào nó cũng có tác dụng. Ví dụ như là khi mà phối hợp với cái chất ức chế beta lactam mới là avibactam thì nó chỉ có tác dụng trên cái nhóm mà kháng cephalosporin class A, tức là KPC này, hoặc là cái nhóm ốc xà 48. Thế còn riêng cái nhóm betalo metalatama ví dụ như NDM đấy thì những cái nhóm kháng sinh mới này nó cũng không hề có tác dụng. Và ví dụ như ở đây là cái nghiên cứu liên quan đến các cái kháng sinh mà người ta phối hợp giữa các cái chất beta lactam cũ với cả các cái chất ức chế beta lactam mới, ví dụ như avibactam hoặc vabobactam hay là relebactam vân vân, thì người ta đang ở các cái giai đoạn thử nghiệm khác nhau. Thì người ta thấy rằng là thông thường các cái kháng sinh mới này đang sử dụng này, thì người ta đang thử nghiệm này thì thấy rằng là có tác dụng tốt trên các cái nhóm mà KPC hoặc là trên cái nhóm ốc xa. Thế còn cái nhóm metallo beta lactama thì hầu như các cái kháng sinh mới này cũng rất là khó tác dụng, trừ cái nhóm atreonam này thì có tác dụng trên cái nhóm metallo beta lactama. Và chính vì có cái sự khác biệt về cái phổ tác dụng của các cái kháng sinh mới này nên là đối với về mặt lâm sàng, cái việc mà phân loại được các cái kiểu hình kháng carbapenem này cũng rất là quan trọng cho bác sĩ lâm sàng để có thể lựa chọn được cái kháng sinh phù hợp điều trị cho các cái chủng vi khuẩn kháng carbapenem. Thế và đối với cả trong cái tình hình mà kháng thuốc cũng như các cái vi khuẩn mà đa kháng như thế này thì xét nghiệm vi sinh thì có thể hỗ trợ được gì cho bác sĩ lâm sàng? Thì ở đây là trong một cái guideline mới về cái sử dụng các cái xét nghiệm hay là thực hiện các cái xét nghiệm vi sinh của Hiệp hội về truyền nhiễm Hoa Kỳ và vi sinh Hoa Kỳ, thì người ta cũng thấy rằng là như thế này, trong cái trường hợp mà để chẩn đoán cho viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì đây là các căn nguyên gây bệnh thường gặp đây, thì chúng ta sẽ sử dụng các cái xét nghiệm hoặc là các cái loại bệnh phẩm đấy là có thể sử dụng xét nghiệm cấy máu này, nhuộm gram này, và các cái xét nghiệm về cấy có thể là cấy định lượng hoặc là cấy bán định lượng.
Và các cái loại bệnh phẩm mà phù hợp để cho chẩn đoán viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện đấy có thể là bệnh phẩm máu, kính máu, các cái đờm dị hút phế quản hay dịch rửa phế quản phế nang, hoặc là các bệnh phẩm lấy bằng bàn chải có bảo vệ, hoặc là các cái mô sinh thiết phổi. Và ở đây rất một điều rất là quan trọng trong cái việc mà để có đảm bảo được kết quả vi sinh mà chính xác ấy và có cái tỷ lệ dương tính cao, thì cái việc mà vận chuyển bảo quản bệnh phẩm trong cái điều kiện tối ưu cũng rất là quan trọng. Và ở trong cái hướng dẫn này thì cái việc mà hướng dẫn mà để nó phù hợp nhất trong cái thực hành lâm sàng đấy là các bệnh phẩm này thì có thể được bảo quản ở cái nhiệt độ phòng nhưng mà không quá 2 giờ, tức là các bệnh phẩm mà khi được lấy ra thì sẽ phải để ở trong các cái dụng cụ vô trùng và được chuyển ngay càng sớm càng tốt đến phòng xét nghiệm, và tối đa là trong vòng 2 giờ phải đến phòng xét nghiệm. Còn nếu mà muốn chuyển đến lâu hơn thì phải để ở nhiệt độ là 4 độ C, nhưng mà thông thường nó cũng sẽ không phù hợp với các cái thực hành ở các cái khoa lâm sàng. Chính vì vậy mà trong các cái khoa lâm sàng khi mà lấy được bệnh phẩm thì tốt nhất là các anh chị sẽ gửi đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt và trong vòng 2 giờ. Và bởi vì làm sao? Bởi vì có rất nhiều các cái căn nguyên vi khuẩn gây viêm phổi, ví dụ như phế cầu chẳng hạn, thì trong vòng 2 giờ nó có thể tự ly giải, mặc dù có mặt trong bệnh phẩm nhưng nó sẽ tự chết bởi vì nó có cái enzyme mà tự ly giải. Và ngoài ra thì bởi vì trong cái bệnh phẩm hô hấp này thì nó có cả các cái vi khuẩn thuộc vi hệ bình thường, và khi mà chúng ta để ở cái nhiệt độ phòng và để thời gian trên 2 tiếng thì các cái vi khuẩn nó chỉ có 20 phút nó đã sinh ra một thế hệ tế bào rồi, thì các cái vi khuẩn thuộc vi hệ nó sẽ mọc trội lên và nó lấn át các cái vi khuẩn gây bệnh thật sự. Và khi nuôi cấy thì nhiều khi rất là khó để có thể tìm được, bắt được các cái căn nguyên gây bệnh thật sự từ các cái bệnh phẩm mà không đảm bảo chất lượng như vậy. Thế và đối với cái cách thức mà tiến hành cấy ở phòng xét nghiệm vi sinh ý, thì cho đến hiện nay thì cũng như là các cái hướng dẫn của Hiệp hội truyền nhiễm Hoa Kỳ hay là Hiệp hội vi sinh Hoa Kỳ thì người ta vẫn hướng dẫn rằng là cho đến hiện nay thì các cái cấy bán định lượng hay là định lượng thì cái nào thì tốt hơn. Thế thì đây là một cái nghiên cứu mà tổng hợp của các nghiên cứu, và đây là nghiên cứu của Becton, và đây là cái nghiên cứu mà duy nhất mà để xem xét tất cả các cái nghiên cứu mà có đánh giá so sánh khi mà ở các cái nhiễm viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy mà chúng ta lấy bệnh phẩm là lấy có xâm nhập hoặc không xâm nhập và lấy cấy bằng phương pháp bảo vệ hay không bảo vệ, thì người ta thấy rằng là nó không có sự khác biệt. Và kết luận của cái nghiên cứu này đấy là nó không có cái sự khác biệt về cải thiện về mặt lâm sàng cũng về khi mà chúng ta cấy bằng cái phương pháp mà cấy bán định lượng hay là cấy định lượng so với các cái dùng các cái bệnh phẩm là bệnh phẩm bảo vệ hoặc là bệnh phẩm mà xâm nhập hoặc là không xâm nhập. Chính vì thế mà hiện nay thì theo cái khuyến cáo thì các cái phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng thì vẫn sử dụng các cái bệnh phẩm mà trong trường hợp tốt nhất là lấy được các cái bệnh phẩm mà xâm nhập đấy là ví dụ như BIL hoặc là các bệnh phẩm bằng bàn chải có bảo vệ. Còn nếu không thì các bệnh phẩm như là đờm hoặc là các dịch hút phế quản, dịch rửa phế quản thì cũng được. Và các cái phương pháp mà xét nghiệm ở phòng vi sinh lâm sàng đấy là hiện nay phổ biến nhất thì ở trên tất cả các nước cũng như ở Việt Nam thì người ta vẫn sử dụng cái phương pháp đấy là phương pháp cấy bán định lượng. Thì đây là cái sơ đồ mà cũng có review lại tất cả các cái quy trình hay là các cái xét nghiệm có thể thực hiện được để chẩn đoán cho viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Thì là có thể là cấy máu. Vậy thì cấy máu thì trong các trường hợp viêm phổi thì cũng chỉ có 10 hoặc 30% khi trường hợp cấy máu dương tính. Và trong số các cái trường hợp cấy máu dương tính thì không hẳn là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn huyết đấy là nó có liên quan đến là do viêm phổi. Thế và nhưng mà nó sẽ tiên lượng cái mức độ nặng nhẹ của các cái bệnh nhân này. Thế ngoài ra thì các cấy các bệnh phẩm đường hô hấp và nhuộm soi, và ngoài ra thì còn có thêm các cái xét nghiệm sinh học phân tử và các cái xét nghiệm kháng nguyên. Thế thì đối với cả cái xét nghiệm mà nhuộm soi thì cái nhuộm soi này thì mỗi cái xét nghiệm, mỗi cái loại xét nghiệm này nó cũng có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như xét nghiệm nhuộm soi này thì nó thường là rất là nhanh để có kết quả, chỉ trong vòng khoảng 30 phút thôi thì phòng xét nghiệm có thể trả được kết quả. Và nếu như cái bệnh phẩm mà lấy tốt ý, thì sơ bộ thì cũng có thể nhìn thấy được. Ví dụ như ở đây, trên một cái mẫu bệnh phẩm mà nhuộm soi từ đờm của bệnh nhân ở ICU chẳng hạn, ở đây thì thấy rất nhiều các bạch cầu đa nhân trung tính này, và thứ hai là các cái vi khuẩn mà nó rất là thuần và nó với mức độ như thế này rất nhiều, đến tận 3 cộng hoặc là 4 cộng. Thì đây là có cái bệnh phẩm như thế này và với cái hình ảnh như thế này thì nó rất có giá trị để trả lời cho các bác sĩ lâm sàng và nghi ngờ các cái căn nguyên gây bệnh. Thế thì tuy nhiên thì nó cũng có những cái nhược điểm của nó là với để có thể nhìn thấy được các cái hình ảnh ở trên lam nhuộm gram như thế này thì mật độ vi khuẩn có ở trong bệnh phẩm ít nhất nó phải là trên 10 mũ 5 CFU trên 1 ml. Còn nếu mà có vi khuẩn nhưng mà cái số lượng nó ít hơn thì cũng rất là khó có thể nhìn thấy được. Và trong những trường hợp mà nó bội nhiễm chẳng hạn, có rất nhiều các cái vi sinh vật thuộc vi hệ thì cũng rất là khó để phân biệt được vi khuẩn gây bệnh với các cái vi khuẩn thuộc vi hệ.
Thế còn thứ hai là cái phương pháp nuôi cấy, là cái phương pháp hiện nay vẫn là phương pháp kinh điển được sử dụng ở các phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng. Thì cái phương pháp nuôi cấy này thì nó có thể, ngoài cái việc mà xác định được có hay không có vi khuẩn gây bệnh, thì có thể định danh được đến mức độ chi và mức độ loài. Và khi có vi khuẩn như thế này thì mới có thể làm được kháng sinh đồ để có thể biết được mức độ nhạy cảm và đề kháng như thế nào. Thì đây là cái ví dụ như là cái hình ảnh mà cấy trên đĩa, và ở đây thì với cái phương pháp cấy bán định lượng ở đây là sẽ cấy ở 4 vùng, và nếu mà vi khuẩn mọc đến vùng 4 này thì phòng xét nghiệm vi sinh sẽ trả là ví dụ như ở đây là strep pneumo mà 4 cộng chẳng hạn. Thì nó tùy theo cái mật độ vi khuẩn có ở trong bệnh phẩm khác nhau thì nó sẽ mọc ở trên đĩa khác nhau với cái mật độ vi khuẩn và số lượng khác nhau. Thì ở phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng khi mà trả kết quả, người ta sẽ trả cái kết quả bán định lượng, nếu cấy bán định lượng thì sẽ là 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng và 4 cộng, thì để các bác sĩ có thể hình dung được cái mức độ, mật độ vi khuẩn có trong bệnh phẩm nó nhiều ít như thế nào. Thì cái phương pháp nuôi cấy này thì nó cũng có cái ưu điểm của nó là nó có thể, nó có độ nhạy cao hơn so với cả cái phương pháp nhuộm soi. Và khi mà phân lập được vi khuẩn như thế này thì có thể định danh được đến mức độ loài để xem biết cái loài vi khuẩn gây bệnh là gì, và có cái nguồn vi khuẩn để có thể xác định được mức độ nhạy cảm và đề kháng như thế nào. Thế thì tuy nhiên nó cũng có những cái nhược điểm là những cái căn nguyên vi khuẩn mà khó nuôi cấy chẳng hạn thì cũng sẽ không mọc, hoặc là những cái trường hợp mà các cái bệnh phẩm không đảm bảo chất lượng thì khi mà các cái vi hệ nó mọc trội lên thì cũng không thể phân biệt được vi khuẩn gây bệnh với cả, hoặc là có thể là bị lấn át so các cái vi khuẩn gây bệnh mà có thể bỏ qua. Và thường là cái kết quả nuôi cấy này thì nó cũng sẽ lâu hơn, bởi vì nó cũng phải mất khoảng 2 ngày với các cái xét nghiệm mới. Bây giờ với các cái cơ định danh mới thì nó có thể rút ngắn hơn, nhưng mà ít nhất nó cũng phải mất khoảng 2 ngày để có được kết quả. Thế và hiện nay thì khi mà cái phương pháp định danh mới đấy là cái kỹ thuật Mandeltoft này, là cái kỹ thuật mà phân tích khối phổ, tức là định danh cái vi khuẩn này không phải là xem xét cái sự chuyển hóa các cái tính chất sinh vật học của vi khuẩn, thì thường chúng ta sẽ phải mất một ngày nữa sau khi có khuẩn lạc nhìn thấy đây rồi thì mất một ngày nữa để có thể định danh được. Thì bây giờ với cái kỹ thuật mà Mandeltoft như thế này thì phân tích bắn phá các cái cấu trúc protein của cái khuẩn lạc vi khuẩn này, và chỉ trong vòng, nếu mà cả thời gian chuẩn bị thì mất khoảng 30 phút đến 40 phút thì sẽ có kết quả ngay định danh là cái gì để trả cho bác sĩ lâm sàng. Thì hiện nay một số các cái phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng ở các bệnh viện ở trên Việt Nam thì cũng đã có cái kỹ thuật này để có thể làm được rồi. Thế còn đối với cả cái xét nghiệm mà, một cái xét nghiệm nữa là xét nghiệm sinh học phân tử hiện nay cũng rất là phát triển. Cái xét nghiệm sinh học phân tử này thì nó cho kết quả nhanh, tức là thường là trong vòng khoảng độ 2 đến 3 tiếng là đã có thể có kết quả rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cái xét nghiệm sinh học phân tử này mặc dù hiện nay nó cũng rất là phát triển, tức là nó có thể phát hiện đa căn nguyên, rất nhiều cái căn nguyên trong một cái phản ứng để có thể phát hiện được. Nhưng hiện nay đối với các cái chẩn đoán cho viêm phổi thì chủ yếu là các cái xét nghiệm sinh học phân tử này vẫn tập trung cho các cái căn nguyên gây viêm phổi cộng đồng chứ chưa phải viêm phổi bệnh viện. Và thứ hai là đối với cái phương pháp sinh học phân tử này thì là sẽ phải biết được là định hướng đến hay là định tìm cái căn nguyên nào thì mới sử dụng được cái kit để chẩn đoán được. Chứ còn nuôi cấy thì không biết con gì thì có thể mọc con gì thì sẽ chẩn đoán được. Nhưng đối với sinh học phân tử là bắt buộc phải biết được đích cần tìm là cái gì thì mới có được cái xét nghiệm cho nó phù hợp. Và thứ hai là đối với cái phương pháp sinh học phân tử này thì không có chủng để làm kháng sinh đồ, và chỉ nếu muốn biết là cái con vi khuẩn này nhạy cảm hay đề kháng ấy, thì nếu mà đối với các cái loài vi khuẩn hay cái con vi khuẩn mà đã biết được cái cơ chế đề kháng, là cái gen đề kháng là gen gì, đột biến ở đâu vân vân, tức là hoàn toàn cơ chế đề kháng đã được làm sáng tỏ thì mới có thể có được cái xét nghiệm sinh học phân tử để phát hiện tìm các đột biến kháng thuốc vân vân. Thế còn với những hiện nay thì chúng ta còn biết là các cái vi khuẩn này có rất nhiều cái cơ chế đề kháng mà chưa biết. Thì nếu mà cơ chế đề kháng mà chưa biết, không biết là gen nào mã hóa cho khả năng đề kháng thì cũng không thể làm được cái phương pháp sinh học phân tử này để có thể phát hiện được cái khả năng đề kháng. Thế nên là nó cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm của cái từng phương pháp này, và chính vì vậy mà đối với phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng thì người ta cũng sẽ phải phối hợp các cái phương pháp khác nhau để làm sao mà có được cái kết quả mà tốt nhất và sớm nhất cho các bác sĩ lâm sàng. Thế thì phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng ngoài cái việc mà người ta sẽ trả lời được là cái căn nguyên gây bệnh là gì, thì ngoài ra thì có thể có thêm các cái xét nghiệm để phát hiện các cái cơ chế đề kháng, ví dụ MSA hoặc là các cái enzyme beta-lactama phổ rộng này, ESBL, các cái kiểu hình kháng carbapenem, ví dụ class A, B, C như lúc nãy các anh chị có thể nhìn thấy được. Và ngoài ra thì có thể xác định các cái mic, các cái giá trị MIC, xem là cái con vi khuẩn này đề kháng hay nhạy cảm nhưng mà ở cái mức độ cao hay là thấp.
Và ngoài ra thì còn thêm các cái thử nghiệm phối hợp kháng sinh, ví dụ như trong cái trường hợp mà các cái vi khuẩn đa kháng mà cần phối hợp, thế thì các cái cặp phối hợp nào là cặp phối hợp mà cho cái khả năng ví dụ hiệp đồng tác dụng này, hoặc là nó chỉ là tác dụng cộng 1 bằng 2 thôi, hay là cái đối kháng tác dụng, thì cũng có thể là phòng xét nghiệm có thể sử dụng các cái phương pháp mà để thử nghiệm phối hợp kháng sinh. Ví dụ như trong cái trường hợp này, đây là một cái trường hợp mà chủng Klebsiella nó kháng colistin và meronem nó cũng kháng, và cả ceftazidime cũng kháng. Nhưng khi phối hợp kháng sinh là colistin cộng với meronem thì thấy là cái cặp phối hợp này thì không có cái sự hiệp đồng tác dụng, tức là nó vẫn chỉ là cái tác dụng của 1:1:2 thôi, tức là tác dụng cộng của colistin và meronem, và không thay đổi cái nồng độ cái giá trị MIC khi mà thử nghiệm phối hợp so với cả khi thử nghiệm đơn độc. Nhưng mà trong cái trường hợp cái con vi khuẩn này khi phối hợp colistin với cả ceftazidime thì thấy rằng là khi cái cặp phối hợp này thì thấy là cái MIC của cái colistin này nó đã giảm chỉ còn có 1.5, tức là lúc đầu của nó là 16 và sau khi phối hợp thì thấy là cái MIC nó giảm còn có 1.5 thôi, và ceftazidime cũng giảm từ 32 xuống còn 12 thôi. Tức là khi cái cặp phối hợp này tác dụng với nhau thì nó có cái hiệp đồng tác dụng, thì những cái thử nghiệm này thì cũng cái thử nghiệm cũng rất là tốt để cho bác sĩ lâm sàng có thể xem xét xem là cái cặp kháng sinh nào thì nên được phối hợp với nhau trên cái chủng gây bệnh cụ thể. Thế thì qua cái bài trình bày thì tôi có một số kết luận là mặc dù là cái phổ can nguyên gây bệnh HFAP thì không thay đổi nhiều, nhưng mà thật sự nó khác nhau ở các cái vùng địa lý khác nhau, và tỷ lệ đề kháng kháng sinh ấy, thì của các chủng vi khuẩn gram âm thì gia tăng đáng kể, và đặc biệt là tình hình đa kháng thì ngày càng phổ biến ở mọi loại vi khuẩn. Các cái phương pháp chẩn đoán nhanh thì giúp phát hiện sớm các cái can nguyên gây bệnh, và quan trọng hơn là giúp bệnh nhân có thể điều trị các liệu pháp đặc hiệu đúng căn nguyên và sớm hơn. Nhưng một cái rất là quan trọng đấy là khi mà các anh chị nhìn thấy là các cái dữ liệu, ví dụ chúng ta tổng hợp nghiên cứu hoặc là các nghiên cứu đa trung tâm, thì nó có những cái hạn chế của nghiên cứu đa trung tâm là gì? Khi mà nghiên cứu đa trung tâm người ta thu thập các cái mẫu ở các cái bệnh viện khác nhau, ở các cái nơi khác nhau, thì người ta chỉ đặt hàng, ví dụ như tôi chỉ lấy 100 chủng căn nguyên gây bệnh ở bệnh viện A, bệnh viện B, bệnh viện C thôi, thì trong 100 chủng đấy thì lấy, trong khi đấy cái chủng mà phân lập được bệnh viện chúng ta có thể là 1.000 chủng chẳng hạn trong một năm, ví dụ thế chẳng hạn. Thế thì khi lấy 100 chủng đấy nó thường nó sẽ không đại diện, và các kết quả đưa lên khi nghiên cứu đa trung tâm như vậy thì thường nó cũng không phản ánh trung thực đúng toàn bộ cái bức tranh về cái căn nguyên gây bệnh cũng như là cái tác dụng, tức là cái phổ nhạy cảm hay đề kháng kháng sinh. Chính vì vậy mà cái dữ liệu nghiên cứu của từng cơ sở y tế là rất là quan trọng để bác sĩ lâm sàng có được cái kinh nghiệm điều trị dựa trên các cái dữ liệu nền của chính cái cơ sở y tế đấy. Và xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đại biểu. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm.